ta lại gặp nhau trong chương trình Nhịp sống muôn màu được phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ai trong số chúng ta chắc chắn cũng đã từng một lần được nghe những âm thanh tuyệt vời phát ra từ cây đàn guitar. Với những nhạc phẩm thú vị, guitar đã đưa chúng ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một dòng nhạc độc đáo và mới lạ tại Việt Nam được thể hiện bởi cây đàn guitar. Đó chính là nghệ thuật percussive fingerstyle guitar. Percussive fingerstyle guitar là dòng guitar đã xuất hiện trên thế giới từ hơn 30 năm nay. Đây là dòng guitar độc tấu bắt nguồn từ Mỹ, kết hợp chơi trống ngay trên đàn. Mặc dù đã khá thịnh hành trên thế giới, nhưng nó chỉ mới có mặt tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Với sự mới lạ và phá cách, fingerstyle guitar hiện đang rất thu hút các bạn trẻ cùng nhau tham gia luyện tập. Và tiểu mục Làn Gió Mới sẽ cho chúng ta thấy được sự hấp dẫn từ dòng nhạc fingerstyle guitar này. Đây chính là những giai điệu quen thuộc trong ca khúc Sugar của nhóm nhạc Maroon 5 huyền thoại. Nhưng một điều đặc biệt, nó đang được người nghệ sĩ thể hiện với một phong cách hoàn toàn mới từ các động tác cơ bản của nghệ thuật fingerstyle guitar. Trong lúc chơi nhạc, người nghệ sĩ thể hiện phần giai điệu chính và phần đệm, cùng lúc sử dụng các kỹ thuật đập gõ trên đàn để giả lập phần trống, khiến người nghe có cảm giác như đang được thưởng thức những âm thanh của cả một bản nhạc. Những kỹ thuật cơ bản của dòng nhạc này bắt đầu được sử dụng rộng rãi tại Mỹ vào đầu những năm 1980. Sau đó ngày càng phát triển lan sang châu Âu và châu Á. Tại Việt Nam, fingerstyle guitar chỉ bắt đầu phát triển từ năm 2009. Và sau một thời gian hoạt động, cùng với sự thành lập của Việt Nam Fingerstyle Guitar Organization, tổ chức đầu tiên và duy nhất được biết đến dành cho cộng đồng những người yêu thích dòng nhạc guitar này vào tháng 6 năm 2013, đã tạo nên những bước phát triển mạnh cho phong trào này tại Việt Nam. Với hàng ngàn người chơi loại hình guitar này trên toàn quốc hiện nay, quy tụ chủ yếu ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, fingerstyle guitar đã thực sự trở thành một dòng guitar được công nhận tại Việt Nam, ngày càng thu hút thêm nhiều người chơi và chinh phục được đông đảo công chúng yêu nhạc, đặc biệt với hy vọng rằng cộng đồng những người đam mê percussive fingerstyle guitar sẽ ngày càng phát triển hơn nữa tại Việt Nam. Khi nói đến sự phát triển của dòng nhạc fingerstyle guitar tại Việt Nam, phải kể đến những đóng góp tích cực của anh Đỗ Dương Tùng, một trong những người tiên phong và góp phần thúc đẩy phong trào chơi fingerstyle guitar ngày càng phát triển hơn trong giới trẻ Việt. Không có kiến thức về nhạc lý, cũng như chưa có địa điểm nào dạy dòng nhạc này, Tùng đã tự tìm hiểu, mày mò các kỹ thuật cơ bản khi chơi guitar và bắt đầu với bản nhạc Sunflower. Bằng cách tua chậm từng đoạn, để nhìn kỹ cách sử dụng ngón tay, cách gảy dây đàn. Sau 10 tháng cầm đàn, Tùng đã làm một clip hướng dẫn chơi tác phẩm này, rồi đăng tải lên kênh YouTube cá nhân, chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm trong 10 tháng cầm đàn tập tác phẩm Sunflower vừa qua. Và thật bất ngờ, nó nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng guitar và giới trẻ. Và từ đó, bằng niềm đam mê của mình, Tùng đã thành lập nên một mái nhà chung mang tên Việt Nam Fingerstyle Guitar Organization nhằm kết nối cộng đồng yêu dòng nhạc này trên toàn quốc. Nghệ thuật chơi fingerstyle guitar đòi hỏi tốc độ
và sự khéo léo từ đôi tay, cũng như khả năng cảm âm tốt của người nghệ sĩ để tạo nên những vũ điệu trên cây đàn khi biểu diễn. Đây là một cái dòng guitar mà người ta gọi là one man band, một người mang đến âm thanh của cả một ban nhạc. Thế cho nên là những người yêu mến và chơi dòng fingerstyle guitar thì chắc hẳn đều là những người mà có thể rèn luyện được cái sự sáng tạo, tính kiên trì và trên hết là niềm đam mê fingerstyle guitar đã mang đến cảm hứng sống cho tất cả các bạn. Việt Nam Fingerstyle Guitar đã thực sự trở thành sân chơi dành cho cộng đồng yêu Fingerstyle Guitar nói riêng và những người yêu guitar nói chung. Với mong muốn phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng, nâng cao chất lượng để đưa dòng guitar này sớm đi lên chuyên nghiệp, tất cả các hoạt động của Việt Nam Fingerstyle Guitar đều hoàn toàn trên hình thức phi lợi nhuận, dựa trên đội ngũ tình nguyện viên. Họ làm tất cả vì niềm đam mê, vì sự phát triển của cộng đồng Fingerstyle Guitar Việt Nam. Môn này thì trên thực tế là chưa có một lớp học nào dạy môn Fingerstyle này, cho nên là tất cả tài liệu đều là tìm trên Internet, tự mày mò hết, tự tìm tab và các cái kỹ thuật đều là tự xem các clip và tour chậm để có thể tự học. Thì lúc ban đầu thì rất là khó và dễ nản, tuy nhiên thì dần dần thì cũng quen và có thể chơi được. Fingerstyle guitar là chiếc cầu nối đưa mọi người đến gần với nhau hơn, từ học sinh, sinh viên cho đến giới nhân viên văn phòng và có cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chị Caroline Boyer, một giáo viên dạy tiếng Anh, với sở thích cá nhân của mình, chị yêu âm nhạc, thích đàn, thích hát, thích sáng tác những ca khúc mới. Và đặc biệt, guitar, đó chính là niềm đam mê bất tận của chị. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau thể hiện những vũ điệu trên cây đàn. Và rồi dường như những người có chung niềm đam mê guitar này đã tìm được tiếng nói chung từ những âm thanh tuyệt vời từ fingerstyle guitar. Fingerstyle guitar là một thể loại âm nhạc chơi rất là thú vị. Cách chơi với đàn guitar này có nhiều thử thách và âm thanh phát ra từ fingerstyle guitar cũng rất tuyệt vời. Tôi thích được gặp gỡ và trao đổi với các bạn trẻ Việt Nam và chúng tôi có thể học tập cùng nhau rồi cùng sáng tác nên những giai điệu mới. Tôi học đánh đàn guitar từ năm còn học cấp 2 và kể từ khi đến với fingerstyle guitar này thì tôi đã bị nó lôi cuốn. Cũng bởi nó rất là thú vị khi kết hợp giữa chơi nhạc và hát. Nó cho tôi cảm giác rất là thích thú và biết được thêm những giai điệu mới. Qua dòng nhạc fingerstyle guitar, cây guitar giờ đây đã thể hiện được bản sắc và sự sáng tạo của người nghệ sĩ ở mức cao nhất, dẫn dắt người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cộng đồng fingerstyle guitar đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm giúp môn nghệ thuật độc đáo này ngày càng phát triển hơn nữa.
và việc mời các nghệ sĩ fingerstyle guitar nổi tiếng ở các quốc gia khác đến Việt Nam biểu diễn cũng chính là một cách để giới thiệu rộng rãi hơn sự sáng tạo từ cây guitar đến những người yêu nhạc. Với mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn nữa sự thú vị từ nghệ thuật fingerstyle guitar đến khán giả Việt Nam, đã có khá nhiều sự kiện biểu diễn quốc tế đặc sắc được tổ chức, thu hút rất đông khán giả đến với một không gian âm nhạc đầy sự mới lạ này. Đây là những hình ảnh trong liên hoan guitar quốc tế dòng fingerstyle lần đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2015, với sự tham gia biểu diễn của 6 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ 6 quốc gia khác nhau như Đài Loan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Bỉ. Đây là một sự kiện âm nhạc, giao lưu văn hóa đầy ấn tượng, một cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam được thưởng thức sự đặc sắc từ nghệ thuật fingerstyle guitar quốc tế. Mặc dù là những cái concert của các nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam từ năm trước đến năm nay chắc chắn là ít khán giả hơn so với các nước khác, hoặc là các khán giả có thể là chưa biết nhiều đến cái thể loại này, nhưng mà những khán giả nào biết thì thực sự là rất là thích và đam mê cái dòng guitar này. Cái đấy biểu hiện trong cái sự cổ vũ của khán giả trong những cái buổi concert đấy, và các nghệ sĩ hiểu được điều đấy, người ta sẽ không đánh giá theo số đông, người ta sẽ đánh giá theo là cái tiềm năng của một cái dòng fingerstyle này tại Việt Nam như thế nào. Thì khi người ta biểu diễn, người ta nhìn khán giả, người ta cảm nhận cái sự cuồng nhiệt của khán giả trong cái concert của người ta, và người ta đánh giá Việt Nam là một cái đất nước mà cái dòng fingerstyle guitar này sẽ đang mới bắt đầu phát triển và tiềm năng nó vẫn đang rất là lớn. Một sự kiện fingerstyle guitar đặc biệt không thể bỏ qua diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội vào ngày 18 tháng 4 năm 2015 và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 4 năm 2015 của nghệ sĩ Sùng Hà Dung đến từ xứ sở Kim Chi. Chơi guitar thành thạo từ khi 5 tuổi, Sùng Hà Dung được mệnh danh là thần đồng guitar Hàn Quốc và đã sớm trở nên nổi tiếng, đặc biệt trên YouTube với hơn 991 triệu lượt view và trên 3 triệu người theo dõi tính đến tháng 4 năm 2015. Là đại diện châu Á xuất sắc của dòng nhạc fingerstyle guitar, chàng trai 19 tuổi Sung Hà Dung đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc mới lạ, trẻ trung, tinh tế và giàu cảm xúc. Ban tổ chức hy vọng rằng sau những chương trình chất lượng quốc tế như thế này, dòng guitar độc tấu mới nhất Việt Nam, fingerstyle guitar, sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều người có niềm yêu thích đặc biệt với cây guitar. Fingerstyle guitar thực sự đã trở thành một sợi dây kết nối những tâm hồn đồng điệu cùng chung với một mái nhà của Việt Nam fingerstyle guitar. Các thành viên đã được giao lưu, học hỏi, được thể hiện cá tính và cùng cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc. Đặc biệt, được khám phá những điều mới lạ, hấp dẫn từ dòng nhạc mạnh mẽ và phá cách này. Đến đây, chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.